Vậy nó gọi là thằng ăn cắp thì ai hở ra nó ăn cắp rồi. Vậy thằng ăn cắp nó khổ chứ nó có sướng đâu. Nhưng vì nó nghĩ là đi ăn cắp thì nó sẽ có miếng ăn. Nhưng thực ra nó chọn, vì nó ngu cho nên nó mới chọn được cách đó. Nhưng mà nếu mà người khôn ngoan, người ta sẽ nghĩ gì? Đi lao động sẽ kiếm ăn được. Nhưng cũng có những người ngu là nghĩ là đi tham ô thì sẽ kiếm được ăn đâu. Làm thế nào để mình trở nên yêu thương một cái người mà mình không thích hoặc là kẻ thù của mình đó thầy? Ok. Thực ra trong con người mình nó có hai phần. Một là cái phần mà trí tuệ, thì nó sẽ logic. Và hai là phần cảm xúc. Thì nó lại đau khổ lớn nhất của loài người là cảm xúc nó đến trước cái trí tuệ. Tôi lấy ví dụ, nếu hai mẹ con dắt nhau đi trong rừng, nếu có con hổ lao đến, hỏi mẹ sẽ hành động như thế nào? Thì về mặt lý thuyết mà nói, thì đều nói là bà mẹ sẽ nhảy vào gì? Che cho con, rồi để đứa con nó chạy đi. Nhưng trên thực tế, mà thí nghiệm mà người ta nhìn thấy hai mẹ con dắt nhau đi rừng, thấy rắn, thì kiểu gì bà mẹ cũng nhảy mẹ lên, nhảy tót phát đã để thoát chết kìa. Rồi có khi chạy một đoạn mới nhớ ra, à con mình, thì mới quay lại để cứu con. Cho nên là tâm lý hai bố con đứng cạnh nhau, nó chém một phát là việc đầu tiên thằng bố phải né cái đầu đi đã, còn không biết là nếu né cái đầu nó lại chém vào đầu con mình. Tức là cái cảm xúc nó đến chưa. Em nhìn thấy một thằng em ghét là việc đầu tiên em ghét cái đã. Xong một lúc sau mà em tỉnh táo thì cái lý trí của em nó mới phân tích trở lại. Thì bắt đầu ba em mới ngồi cười gượng gạo với họ. Trong con người mình là cảm xúc bao giờ nó cũng đến trước. Vậy thì việc đầu tiên ấy là khi em gặp một đứa kẻ thù của em thì bản năng đầu tiên là em nhìn phải em ghét. Còn bảo làm sao quý được nó thì không, vì cái bản năng của mỗi con người, cái cảm xúc của con người nó rất là mạnh. Và đã gọi là cảm xúc thì không ai chống được hết. Thế tuy nhiên cái lý trí thì thầy là thầy chỉ dạy em cái lý trí thôi. Và lý trí của em nó đủ mạnh thì nó lấn được cảm xúc. Còn lý trí nó thấp thì cảm xúc nó lấn át. Đấy. Vậy thì ở đây là bản chất thế này này. Một người mà họ hại mình thì bản chất là họ có vui hơn không? Thì ta biết thừa là họ không có vui hơn. Nhưng vì họ ngu, cho nên họ tưởng họ hại mình thì họ vui hơn. Nhưng thực ra mình chỉ là một nạn nhân thôi nhé. Vì sẽ có N thằng là nạn nhân như mình. Đối với nó là của nó. Chứ không phải mỗi mình đâu nhé. Tức là có phải một thằng nó lừa thì nó đâu có lừa mình. Mà bản chất nó lừa con mồi. Và mình là một con mồi mà. Có hình dung không nhỉ? Dạ có thầy. Vậy thì hành động đấy là trên cái nền tảng là không phải nó ghét bỏ mình. Mà nó ngu si và nó coi mình là con mồi. Và nó coi nhiều người như mình là con mồi. Vậy thì hành động đấy là dự của nó là ngu si chứ không phải là nó hại mình. Tức là em phải hiểu bản chất là như vậy. Con hổ đâu nó có hại con nai. Nhưng mà vì nó vô minh nên nó là hổ. Mà nên nó là hổ thì nó phải ăn gì ạ? Nó phải ăn thịt nai thôi. Vậy thì mỗi một con nai nó gặp là một con mồi chứ không phải nó ghét con nai nào hơn con nai nào. Nhưng mà vì mình đưa cái tâm có của mình vào, cho mình nghĩ là tại sao nó lại lừa mình? Tại sao nó lại lừa mình? Tại sao nó lại lừa mình? Không phải. Mình là một đối tượng con mồi của nó. Chứ không phải nó ghét riêng mình đâu. Phụ nữ cũng vậy. Gặp phải thằng đàn ông dê, nó cứ coi phụ nữ là con mồi thôi. Còn đâu có phải là nó dê mỗi mình. Vậy thì nó mới quay trở lại là do nó ngu mà nó làm.
chứ không phải nó chủ đích nó hại mình, mà là bản năng săn mồi của nó là như vậy. Vậy cho nên cho nó ngu mà nó làm thôi. Nhưng vì nó làm tổn hại đến mình cho nên mình coi nó là kẻ thù. Nhưng nếu mình coi như một cái khoản đấy là một khoản bị mất đi, thì bây giờ mình sẽ nhìn nó giống như một kẻ đáng thương hơn đáng trách. Và mình sẽ có cách để mình quay lại, mình giúp đỡ chính kẻ thù của mình. Dạ. Toàn có hiểu không? Dạ, em hiểu rồi. Nhưng lý trí của mình phải đủ mạnh thì mới thay đổi được cảm xúc. Còn nếu không, nghe thầy giảng thì thấy đúng mẹ rồi, nhưng mà cứ đến nhìn mặt nó là ông lại ghét. Mà ông ghét lời thầy bay biến hết. Bởi vì thầy, kiểu như là trước giờ em không thích một cái người mà không trung thực đó thầy. Nên là khi mà xảy ra cái vấn đề đó rồi, nên là khi mà gặp người ta thì em lại nhớ tới cái việc mà người ta không trung thực với mình, hay người ta lừa dối mình hay gì đó. Nên điều đó làm em không thích người ta. Nhưng mà em lại được sếp em giao cho cái đề bài đó là phải yêu thương, là đối xử với cái người đó giống như là người nhà của em vậy. Yeah. Thực ra thằng ăn cắp là thằng đáng thương hay là đáng giận? Thằng ấy đáng thương mà. Vì nó ngu nó phải đi ăn cắp chứ. Nó đáng thương mà, chứ đâu có đáng giận. Nhưng vì bố mày cay nhất là ăn cắp của ai thì ăn cắp, sao lại ăn cắp đúng của ông, nó gọi là thằng ăn cắp gì. Thì lại bảo ăn cắp đúng vào ăn của ông cho nên ông ghét mày. Còn mày ăn cắp của thằng khác là ông không ghét, hay vậy. Vậy đã gọi là thằng ăn cắp thì ai hở ra nó ăn cắp. Vậy thằng ăn cắp nó khổ chứ nó có sướng đâu. Nhưng vì nó nghĩ là đi ăn cắp thì nó sẽ có miếng ăn. Nhưng thực ra nó chọn, vì nó ngu cho nên nó mới chọn cách đó. Nhưng mà nếu mà người khôn ngoan, người ta sẽ nghĩ gì? Đi lao động sẽ kiếm ăn được. Nhưng cũng có những người ngu là nghĩ là đi tham ô thì sẽ kiếm được ăn đâu. Không kiếm ăn đâu, không thấy một hồi dẫn mẹ vào nhà tù. Do họ ngu chứ. Họ đáng thương chứ. Chứ còn nếu mà biết trước mà tham ô mà đi tù thì thằng nào dám tham nữa. Đấy. Do họ ngu thôi. Yeah. Đừng trách những người anh em do họ ngu mà họ làm thế thôi. Cho nên chúng ta phải giúp cho họ thắp ánh sáng lên để giúp họ bước đi, chứ đừng giận hờn. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn thầy nhiều.